chuối nướng anh em ơi. Nay mà mình bán là bán ngày hay sao chú? À, sáng sáng bán tới chiều luôn. Bán nguyên ngày luôn. Chuối nướng lầy đường. Đó lầy đường, nay chạy xuống dưới đó là dưới lò bò, xuống về lò bò. Đây có cái chỗ chuối nướng nè. Cái đấng trắng là khoai mì nướng. Đó nướng vàng ươm luôn. Chuối nướng quắn lại. Là anh này ở ngoài là có cái lớp nếp. À nếp quắn lại. Trong mình nắng chuối. Nướng vàng vậy nó giòn. Mình cuốn mì đó mình nướng là mình ăn kèm với gì? Khoai mì thì nó có vừa sẵn rồi ăn không vậy đó. À ăn không vậy. Khoai mì nó thơm nó béo. Khoai mì vậy nhiêu một cái? Một cái 5.000. À, cái 5.000. Còn chuối thì một trái 8.000. Hai trái 15. À, hai trái 15.000. Chuối nướng. Rồi lấy hai trái chuối đi. Hai lá chuối nướng mình ăn thử làm sao nha anh em. Đi ngang đây ngoài mình thấy nè. Đây cũng món này cũng lạ ở đây nè. Đó cái cắt ra. Cắt bỏ vô đây. Này ăn ăn sáng là cũng được. Đó, chuối à, cắt bỏ vô. Khoai mì nướng đó, khoai mì nướng cũng lạ nè, đây mình cũng chưa thấy nè. Rồi, rắc đậu phộng lên. Bỏ đậu phộng lên. Nước có dừa bỏ riêng hả chú? Đó, à, đó riêng là chừng nào mình ăn mình bỏ vô. Đó, này là xong. Chuối nướng. Quắn lá chuối vô nè. Quắn lá chuối vô nướng. Vàng hết nè, vàng vậy mới giòn à. Xe rồi xe cái bánh tráng trộn, bánh tráng trộn luôn nè, bánh tráng trộn, bánh tráng nướng, bánh tráng trộn với trứng cút nữa, chuối, anh bán được cũng mấy tháng rồi hả? À, bán cũng hơn 2 tuần rồi. À 2 tuần. Mới bán đây tại hàng công ty hay? Công ty nên à. Nghiệp thì ra bán chuối vậy nó tại bằng tiền được có 3 bữa à. Từng 3 bữa thì đâu có nhiêu tiền. À thì ở vậy mình mới ấy đi thêm. Bán nghề thêm thì nó đỡ. Đó đây. Đây là ở vùng xây nè, chạy hướng vòng xe ăn điền nè. Vòng xe ăn điền nè, đó anh em có ghé ủng hộ ông chú rồi ghé ủng hộ nha. Ghé ăn chuối nướng. Khoai mì nướng, bánh tráng trộn. Rồi tới đây chào anh em nha. Bye bye, hẹn gặp lại.